Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ ba ngày 13 tháng 6 năm 2023 của 12 con giáp để đón may mắn, tránh xui xẻo cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 13 tháng 6 năm 2023, tức ngày 26 tháng 4 âm lịch, ngày Nhâm Dần, trực, thành, tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú, tránh kiện tụng, tranh chấp. Tuổi xung ngày, canh thân, bính dần. Tuổi hợp trong ngày, ngày dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục. Giờ hoàng đạo, giờ tí từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, hướng tốt xuất hành, hướng nam, hướng tây. Xem tử vi hàng ngày dự báo 4 tuổi kiếm tiền như hái trong ngày thứ 3 này sẽ là tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi tuất và tuổi hợi. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 13 tháng 6 năm 2023 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, kiếp tài giáng họa, người tuổi Tý sẽ phải chịu nhiều điều xui xẻo, không hay xảy đến với mình trong ngày hôm nay. Vận trình tài lộc có điềm báo chẳng lành, có thể rơi vào tình trạng hao hụt tiền bạc nhanh chóng. Hơn nữa, những thành công của người tuổi này khiến cho không ít kẻ tiểu nhân ghen ghét, đố kỵ. Nguồn tài chính dồi dào của bạn cũng là mục tiêu để kẻ đó nhòm ngó và lên kế hoạch chiếm đoạt. Bù lại, nhờ ngũ hành tương sinh nên vận trình tình duyên lại hoàn toàn trái ngược. Chuyện yêu đương của con giáp này ngày càng nồng nàn, tuổi Tý và người ấy có thời gian ngồi lại và hóa giải mọi hiểu lầm. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, tai họa ập tới, phải chịu nhiều điều xui xẻo xảy đến. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, vận trình tài lộc có điềm báo chẳng lành, dễ hao hụt tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, thành công đạt được khiến cho không ít kẻ tiểu nhân ganh ghét. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, cần tỉnh táo để bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ thành quả. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, tình cảm ngày càng nồng nàn, con số may mắn 8, 2, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. Tử vi tuổi Sửu, chính quan độ mệnh, người tuổi Sửu có một ngày làm việc năng suất, công việc tiến triển thuận lợi, bạn hoàn toàn có đủ khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao mà không vấp phải trở ngại nào. Bên cạnh đó, nhờ sự trợ giúp của cát tinh mà con giáp này có cơ hội tăng thêm thu nhập. Mọi việc tiến triển đúng như dự kiến, bản mệnh nhanh chóng thực hiện được kế hoạch đã định, thành công chẳng còn quá xa xôi nữa. Tuy nhiên, mộc thổ xung khắc khiến chuyện tình cảm có điềm báo chẳng mấy vui vẻ. Người độc thân tuy đã tìm kiếm từ rất lâu nhưng vẫn chưa có được một người ở bên chia sẻ buồn vui, cảm giác cô đơn không hề dễ chịu. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, có một ngày làm việc năng suất, công việc tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, có đủ khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, tự tạo ra những cơ hội để có thể phát huy được thế mạnh của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, có cơ hội tăng thêm thu nhập, chi tiêu thêm phần thoải mái. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, chuyện tình cảm không mấy vui vẻ nên dành thêm thời gian cho nhau. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần, tử vi ngày mới cho biết tuổi Dần sẽ có một ngày may mắn về tài chính, thực thần chiếu mệnh, đảm bảo cho các dự kiến kiếm tiền của bạn diễn ra suôn sẻ, đạt kết quả tốt. Trong công việc, tuổi Dần sẽ cần hết sức sáng suốt và giữ vững chính kiến của bản thân. Đừng để người khác ép buộc bạn làm những việc không phải của mình. Bạn nên tin tưởng vào bản thân mình hơn là phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Về tình cảm, cả bạn và người ấy đều cần bao dung và thấu hiểu nhau hơn. Ngũ hành xung khắc có thể khiến rạn nứt xảy ra nếu hai bạn để cái tôi cá nhân lên quá cao mà bỏ qua cảm xúc của nửa kia. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, các dự định kiếm tiền suôn sẻ. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, có cơ hội vàng để thực hiện những chiến lược tài chính, thu lợi nhuận. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, cần hết sức sáng suốt và giữ vững chính kiến của bản thân. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, nên tin tưởng vào bản thân mình hơn là phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, các cặp đôi đều cần bao dung và thấu hiểu nhau hơn.
Còn số may mắn 70, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ Ngọ, Hợi, Tuất. Tử vi tuổi Mão, người tuổi Mão cần tập trung hơn vào công việc và các kế hoạch hiện tại trong ngày thương quan xuất hiện. Bạn dễ bị phân tâm vì những vấn đề xảy ra xung quanh, cho dù nó vốn không hề liên quan đến bạn. Đường tài lộc trong ngày cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Do thiếu kiên nhẫn nên Mão dễ để cơ hội vụt qua trước mắt. Đáng lẽ sẽ thu được tiền bạc về tay thì cuối cùng lại rơi vào túi người khác. Vì ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm của con giáp này cũng gặp phải không ít muộn phiền. Những rắc rối khiến tâm trạng của bạn khá sa sút, dẫn đến có những hành động và lời nói khiến cho nửa kia bị tổn thương và xảy ra tranh cãi. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy cần tập trung hơn vào công việc và các kế hoạch hiện tại. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa dễ bị phân tâm vì những vấn đề không liên quan xảy ra xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ chớ nên tốn thời gian vào những việc vô bổ khi nhiệm vụ còn dang dở. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc do thiếu kiên nhẫn nên dễ để cơ hội kiếm tiền vụt qua trước mắt. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim chuyện tình cảm cũng gặp phải những nỗi buồn khó diễn tả. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ Hợi, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn chịu ảnh hưởng của hung tinh thiên quan, tuổi Thìn được cảnh báo nên đề phòng họa tiểu nhân có thể ập đến bất cứ lúc nào. Con giáp này dễ bị kẻ xấu dòm ngó, vận trình gặp nhiều trở ngại và cạm bẫy do kẻ xấu bày ra. Nhìn chung những việc trong ngày này, bạn đều sẽ phải một mình hoàn thành mà không có sự giúp đỡ từ bất cứ ai. Dù có xảy ra sự cố bất ngờ, bạn nên cố gắng giữ bình tĩnh thì mới nhanh chóng tìm được phương pháp khắc phục. Ngũ hành xung khắc, dự báo vận trình tình duyên của những chú rồng vẫn mãi lận đận, chưa thể đạt được hạnh phúc mà bạn mong muốn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, đề phòng họa tiểu nhân có thể sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, dễ bị kẻ xấu dòm ngó, vận trình gặp phải nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, kẻ xấu giăng bẫy, cản trở quá trình hoàn thành công việc. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, phải một mình hoàn thành công việc mà không được giúp đỡ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, vận trình tình duyên vẫn mãi lận đận. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ Dậu, Tý, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, ngày Tỵ dần tương hại, người tuổi Tỵ sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối trong công việc. Con giáp này làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, giải quyết vấn đề có phần qua loa và tùy hứng, nên mọi chuyện càng diễn tiến theo chiều hướng tồi tệ hơn rất nhiều. Hung vận cũng ảnh hưởng đến các kế hoạch đầu tư kinh doanh của bạn trong ngày hôm nay. Con giáp này được nhắc nhở trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới hành động. Ngày này có mộc sinh hỏa nên bù đắp cho Tỵ bằng chuyện tình cảm ngọt ngào. Các cặp đôi đang yêu hãy luôn ở bên, cảm thông và thấu hiểu cho nhau, luôn đặt mình vào vị trí của người ấy để đồng cảm hơn. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, đối mặt với không ít rắc rối trong công việc do làm việc thiếu trách nhiệm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, giải quyết vấn đề có phần qua loa và tùy hứng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, có thể bị cấp trên khiển trách. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, các kế hoạch đầu tư kinh doanh không diễn ra như ý muốn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, các cặp đôi đang yêu hãy luôn ở bên, cảm thông và thấu hiểu cho nhau. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, nhờ có tam hợp cục che chở, người tuổi Ngọ đón một ngày tươi sáng, làm gì cũng hứa hẹn gặt hái thành công. Con giáp này được lãnh đạo cấp trên đánh giá rất cao về tinh thần trách nhiệm, có thể sẽ trao thêm nhiều trọng trách quan trọng. Cũng trong ngày hôm nay, đường tài lộc khởi vượng, góp phần giúp thu nhập tăng lên khá nhiều so với ngày trước đó. Có thể là bạn đã tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên ký kết hợp đồng suôn sẻ. Ngũ hành tương sinh cũng giúp Ngọ tự tin theo đuổi hạnh phúc. Hôm nay cũng là thời điểm thích hợp để tuổi này dành thêm nhiều thời gian cho gia đình và nửa kia của mình, vun vén mối quan hệ thêm ấm áp. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, đón một ngày tươi sáng, làm gì cũng hứa hẹn gặt hái thành công. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, được lãnh đạo cấp trên đánh giá rất cao về tinh thần trách nhiệm. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, nhanh tay nắm bắt cơ hội để thể hiện bản thân nhiều hơn trong công việc. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, đường tài lộc khởi vượng,
góp phần giúp thu nhập tăng lên khá nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, tự tin theo đuổi hạnh phúc, làm những điều mình muốn. Con số may mắn 3, 9. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường hồng, tím. Quý nhân phù trợ Tuất, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Mùi, người tuổi Mùi trong ngày được chính quan nâng đỡ nên có rất nhiều cơ hội khẳng định năng lực của mình trong công việc. Những thách thức và khó khăn trước mắt không khiến bạn nao núng hay lùi bước, bởi bạn cho rằng đó chính là cơ hội để mình rèn luyện bản thân và tích lũy thêm kinh nghiệm. Tiểu vi hàng ngày còn dự đoán vận tài chính của tuổi này khá tốt đẹp, như thế mà tinh thần được thoải mái, không phải lo nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Nguồn thu nhập duy trì ở mức ổn định, con giáp này nên tập trung làm tốt công việc chính của mình để đảm bảo ngân sách luôn được duy trì như hiện tại. Tuy nhiên, vận trình tình cảm lại có rắc rối khi tuổi Mùi gặp phải cục diện ngũ hành xung khắc. Giữa bạn và nửa kia có nhiều quan điểm trái ngược. Hai người thường để xảy ra tranh cãi nhằm bảo vệ quan điểm của mình đến cùng, không ai chịu nhường ai. Tiểu vi tuổi Ất Mùi, Kim, có nhiều cơ hội khẳng định năng lực của mình trong công việc. Tiểu vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, không nao núng trước những thách thức và khó khăn trước mắt. Tiểu vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, biến khó khăn thành cơ hội để rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, tài chính tốt đẹp, tinh thần được thoải mái. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, đôi lứa có nhiều quan điểm trái ngược, không ai chịu nhường ai. Con số may mắn 9, 6. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thân, cục diện tương xung xảy ra trong ngày hôm nay cho thấy người tuổi Thân sẽ phải đối mặt với những chuyện không vui. Điểm báo dễ có bất hòa xảy ra, các mối quan hệ xấu đi nhanh chóng, ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình hợp tác làm ăn chung hay đàm phán khách hàng. Bên cạnh đó, tuổi này còn có điểm báo gặp phải những chuyện phiền phức không đáng có liên quan đến tài chính. Chỉ vì muốn thỏa mãn những sở thích của bản thân nên bản mệnh không ngần ngại chi tiền vào những thứ xa xỉ, nguy cơ cháy túi hiện hữu trước mắt. Kim Mộc xung khắc khiến chuyện tình cảm không có được tiếng nói chung, vợ chồng dễ nảy sinh cãi vã, mâu thuẫn. Nguyên nhân có thể do vấn đề tiền bạc hoặc vì quan điểm và cách nuôi dạy, chăm sóc con cái. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, phải đối mặt với những chuyện không vui, điềm báo dễ có bất hòa xảy ra. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, các mối quan hệ xấu đi nhanh chóng, ảnh hưởng quá trình hợp tác, đàm phán. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, gặp phải những chuyện phiền phức không đáng có liên quan đến tài chính. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, không ngại ngần chi tiền vào những thứ xa xỉ, có nguy cơ cháy túi. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, chuyện tình cảm không có tiếng nói chung, vợ chồng dễ nảy sinh cãi vã. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường bạc, ánh kim, quý nhân phù trợ Thìn, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, trong ngày thứ ba này, tuổi Dậu gặp cát tinh sinh ấn nên sẽ gặt hái được không ít thành công trong sự nghiệp. Bỏ lại những ngày tháng vất vả tạm thời trước đó, bản mệnh có thể tận hưởng thành quả từ những gì mình tạo ra. Tài lộc ở mức ổn định, thậm chí nếu đủ nhanh nhạy, con giáp này hoàn toàn có thể sẽ đạt được những nguồn thu khá lớn. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đòi hỏi bản thân phải hy sinh thời gian riêng tư cùng những sở thích cá nhân của mình. Đường tình duyên lại rơi vào cảnh bế tắc khi mà con giáp này và đối phương đều giữ cái tôi quá lớn. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng, đôi bên cần sự nhượng bộ, nhẫn nhịn mới có thể giữ được tình yêu bền vững. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, gặt hái được không ít thành công trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, tận hưởng thành quả từ những gì mình tạo ra. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, tài lộc ở mức ổn định, nhanh nhạy có thể sẽ đạt được những nguồn thu khá lớn. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, phải hy sinh thời gian riêng tư cùng những sở thích cá nhân để theo đuổi lý tưởng. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, tình duyên bế tắc do đôi lứa đều khăng khăng giữ cái tôi quá lớn. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, với tam hợp cục nâng đỡ, người tuổi Tuất có tin vui từ điềm báo về thăng quan tiến chức. Khi trong ngày này, quý nhân vận của bạn rất vượng, giúp cho tuổi Tuất thực hiện được những mong ước, tham vọng của mình. Đường tài lộc cũng nhờ có cát tinh trợ lực nên tài vận của con giáp này tươi sáng hơn. Quý nhân trợ vận, làm gì cũng dễ dàng thành công, kinh doanh buôn bán lớn hay nhỏ lẻ đều có tiền bạc về tay.
Tuy nhiên, mộc thổ xung khắc khiến bản mệnh và nửa kia của mình không ngừng xảy ra mâu thuẫn tranh cãi. Đôi bên không chịu được việc, đối phương không dành hết sự quan tâm cho mình. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, có tin vui từ điềm báo về thăng quan tiến chức, vận quý nhân vượng. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, có thể sẽ thực hiện được những mong ước, tham vọng của mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, nên ưu tiên tiến hành những việc quan trọng vào thời điểm này. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, tài vận tươi sáng hơn, kinh doanh buôn bán lớn hay nhỏ đều có tiền về túi. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, đôi lứa không ngừng xảy ra mâu thuẫn. Con số may mắn 8, 0, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Tử vi tuổi Hợi, trong ngày được quý nhân lục hợp hỗ trợ, công việc của người tuổi Hợi có thể sẽ đạt được những bước phát triển vượt bậc. Lại thêm quý nhân trợ vận, con giáp này tự tin hơn, sẵn sàng đổi mới tư duy. Nếu thành công thì sẽ mang tới nguồn lợi vô cùng lớn. Chẳng những vậy, tài vận cũng báo về không ít tin vui. Nhiều khả năng tính toán thông minh, báo hiệu tài lộc không ngừng đổ vì túi con giáp này. Đó cũng là nhờ những nỗ lực, công sức mà bản thân vất vả đã bỏ ra trước đó. Về đường tình duyên, tuy vẫn có những khúc mắc giữa con giáp này và người ấy, nhưng may là chúng không quá lớn. Đôi bên đã dần tìm cách để thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, thay vì cứ mãi trách móc và yêu cầu đối phương phải làm theo ý mình như trước đó. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, công việc có thể sẽ đạt được những bước phát triển vượt bậc. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, có quý nhân trợ vận nên sẽ tự tin hơn, sẵn sàng đổi mới tư duy. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, tài lộc không ngừng đổ về túi nhờ khả năng tính toán thông minh. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, công sức vất vả bỏ ra này đã nhận được thành quả xứng đáng. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, giữa đôi lứa vẫn còn những khúc mắc nhưng không quá lớn. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ Mùi, Mão, Dần. Đánh giá tử vi ngày 13 tháng 6 năm 2023 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Ngọ, Tuất, Hợi. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Thìn, Tỵ, Thân. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!